của tớ. Sao cậu lại đổ kết lẫn lộn vào nhau thế này? Hỏng hết tranh của tớ rồi. Ôi, nguy hiểm quá. Hai anh, cậu đi chậm thôi. Sắp đâm vào tớ rồi. À, trốn ở đâu bây giờ? À! Cậu nhìn này, là cậu sai. Cậu đi sang đường của tớ rồi. Cậu mau xin lỗi tớ đi. Ok, xong. Cúc cu, cúc cu, cúc cu. Mình sẽ làm bộ tranh cát này thật đẹp. Cúc cu, cúc cu. Ơ, con chim nhà ai cứ đến nhà mình chơi thế nhở? Cúc cu, cúc cu. Ơ, sao ra bảo không ra thế nhở? Được rồi, phải lấy quả điện thoại đời mới ra gọi cho nó oách mới được. Yeah. Quả này mà không nghe tiếng á thì hết cách luôn. Ừ, có tín hiệu rồi đấy. Alo alo, ra bảo nghe rõ trả lời. Mình phải làm nhẹ nhàng thôi, không lẫn màu. Alo alo, ra bảo nghe rõ trả lời. Tiếng hả, anh ở đâu thế nhỉ? Trong cái vỏ lon này này. Ơ, hai anh, sao cậu lại chui vào cái vỏ lon này làm gì? Không, đây là điện thoại của tớ. Có ra bằng một chiếc tớ qua chơi với. Ừ, ok. Hai anh ạ. Ừ, mà có chiếc tớ đi. Thơm, ở nhà mà khóa cổng kỹ thế. Tớ sợ bị bắt cóc mà. À, vào tô tranh cát vì tớ đi. Tranh cát á? Ờ, yeah, chơi luôn. Từ từ đã. Sao thế? Còn cái suy nhà của cậu. Cậu ra cả hồ tớ đi, tớ bắt trước đây. Uầy, uầy, tranh cát này, uầy, hình ô tô luôn. Còn đây là cát có đủ màu sắc luôn này. Màu cam, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu vàng, màu hồng, màu xanh, màu tím. Uầy, thích thế. Mình sẽ bóc hết mấy cái này ra, rồi đổ cát vào là xong. Bắt lẫn lộn với nhau rồi, làm sao để trở về như cũ được? Có mỗi tờ tranh cát tôi cũng làm như là báu lắm ý. Để còn bắt tôi xin lỗi lắm, còn lâu nhá. Ơ, Gia Bảo, sao con lại chói xe tớ thế này? Phải chói thế thì trộm mới không lấy được. Cậu ra gỡ giả xe cho tớ đi. Kệ cậu. Được, đa thì tớ sẽ cắt lát vụn ra cho cậu đi mà dọn. Hai, phải dọn mấy cái đây đi chứ. Không bao giờ.
Tiến mua một cái bánh gato chúc mừng sinh nhật mẹ. Mình phải về thật nhanh thôi, chắc là mẹ thích lắm đây. Yeah. Mình phải đi vào dạy đường, không có cái xe nào va vào để rơi mất bánh. Hôm nay ra bảo ăn gì mà khó tính thế nhở? Quát mình xong lại còn bắt mình xin lỗi nữa. Có lâu mình mới xin lỗi nha. Bánh kem mình mua sinh nhật mẹ vỡ hết rồi, nát hết rồi. Ui, xe của chị, xe hồng của chị, em có đau ở chỗ nào không? À, em không đau chỗ nào à? May quá, xin lỗi nhá. Có mỗi cái bánh mừng sinh nhật mẹ bây giờ vỡ hết rồi, làm thế nào bây giờ? Em thật đáng gì không ạ? Hai, đứng gần mà có hết to đấy, tôi có bị điếc đâu. Cậu nhìn xem, đây là cái gì? Là bánh kem mà. Mà này Khiến Linh, cậu mua cái bánh kem này nhà ai mà xấu thế, lát bé lát bé. Vì cậu đâm vào tớ, bánh kem bị rơi xuống đất cho nên mới nát như thế này. Cậu có biết đây là cái bánh kem tớ mừng sinh nhật mẹ tớ không? Cậu buồn cười thật đấy, nhìn thấy tớ thì phải nhảy ra chứ, cứ đứng ở đấy xong á lại đổ tại tớ. Cậu nhìn này, là cậu sai, cậu đi sang đường của tớ rồi, cậu mau xin lỗi tớ đi. Hay nhở, hôm nay ai cũng bắt mình phải xin lỗi, tớ không xin lỗi đấy. Không được, cậu phải xin lỗi tớ và đem bánh kem cho tớ mau lên. Không, tớ không có lỗi, tớ không xin lỗi. Cậu phải xin lỗi tớ. Không, cậu phải xin lỗi. Cậu không được đi, cậu phải xin lỗi tớ. Không, cậu bỏ cái tay ra đi cho không được. Không được, xin lỗi. Cậu phải xin lỗi. Cậu phải xin lỗi tớ. Ui, mẹ cậu kìa. Mẹ. Làm gì có mẹ đâu. Ơ, Hai, đứng lại. Hai, cậu thật xấu tính, làm hỏng bánh kem của tớ, lại còn không xin lỗi nữa. Cho cậu ăn chung bim bim của tớ, cậu bảo hôm nay sẽ cho tớ ăn chung bim bim của cậu mà. Cả tớ nữa, đừng bóc cho. Thôi, bao tớ mà. Tớ thích bóc mà. Tớ không thích. Tớ bao, tớ bao, tớ bao, tớ bao, tớ thích bóc mà. Tớ không thích. Đưa tớ. Tớ bim bim của tớ. Bim bim rơi hết xuống đường, bắn hết rồi còn đâu. Khánh Linh, ra bảo. Hai cậu làm rơi bim bim của tớ xuống đất rồi, mau xin lỗi tớ đi. Tớ không có lỗi, tớ không xin lỗi đâu. Ra bảo. Khánh Linh, còn cậu, cậu mau xin lỗi tớ đi. Tớ cũng không có lỗi, tớ không xin lỗi đâu. Trả tớ này. Khánh Linh, ra bảo. Mau xin lỗi tớ, đem bim bim cho tớ đi. Ra bảo với Khánh Linh thật xấu tính, tranh nhau gói bim bim của mình làm rơi rồi không xin lỗi mình nữa. Hai bạn đứa rất xấu tính. Là mình đã không được ăn bim bim lại còn phải dọn cho bim bim bị rơi nữa, tức quá, tức không thể nào chịu được. Là hai cậu à? Hai anh ơi, tớ xin lỗi. Tớ cũng xin lỗi. Tớ tưởng hai cậu bỏ đi rồi chứ. Không đâu, tớ có lỗi. Tớ xin lỗi Hà Anh nhá. Tớ cũng xin lỗi Hà Anh nhá. Cậu nhìn này, tớ mua đèn cho cậu một gói bim bim nhá. Tớ cũng thế này. Cậu cầm lấy đi. Thế còn được chứ. Nếu mà hai cậu không xin lỗi tớ á, tớ sẽ tức từ giờ đến mai luôn. Thế cậu đã hiểu cảm giác của bọn tớ tức giận như thế nào khi cậu làm sai mà không xin lỗi chưa? Tớ Hai anh ơi, khi chúng mình làm sai thì phải dũng cảm nhận lỗi và biết xin lỗi thì mọi người sẽ vui vẻ và không trách chúng mình đâu. Yeah. Đúng thế. Tớ hiểu rồi. Gia Bảo ơi, tớ xin lỗi vì đã làm hỏng tranh cát của cậu. Khánh Linh ơi, tớ xin lỗi vì đã làm ngã cậu lại còn làm hỏng bánh kem của cậu nữa. Lát nữa, tớ sẽ xin tiền mẹ và mua đèn cho các cậu nhá. Không cần đâu. Cậu biết nhận sai và xin lỗi là chúng tớ vui lắm rồi. Bây giờ, chúng mình cùng dọn sạch chỗ này và cùng ăn bim bim nhá. Ok luôn. Nhặt sạch vào nha. Đúng rồi, nhặt sạch vào. Và bỏ ra này.